Xin chào các bạn. Trong cái bài học trước thì chúng ta đã làm việc khá nhiều với cái phần các cái slide, thì các slide có thể có phần tiếng và có phải có video. Này thì chúng ta sẽ làm việc với phần câu hỏi là quiz ở đây. Thì tôi có một cái slide ở phía cuối bài học và tôi muốn thêm một cái câu hỏi trắc nghiệm. Tôi ấn vào cái mục này, quiz. Đấy, tạo một cái grade quiz, tức là cái câu hỏi mà nó có chấm điểm. Đầu tiên là chúng ta phải add new question, tức là thêm một câu hỏi vào. Đây, add question. Câu hỏi này có nhiều dạng khác nhau. Đây thì ví dụ như là multiple choice, tức là có nhiều đáp án để chúng ta chọn một. Đấy, cái này là được phép multiple response, có nghĩa là chúng ta được quyền chọn nhiều đáp án. Cái này là true false, tức là chỉ có một trong hai đáp án đúng hoặc sai. Cái này là điền câu trả lời ngắn. Vâng, rất là nhiều các cái loại khác nhau, thôi thì các bạn cứ từ từ tìm hiểu. Tôi thì tôi sẽ làm cái multiple choice ở đây. Câu hỏi của tôi là gì? Vâng. Tôi mở ngoặc Trần Vũ Hà dùng hệ điều hành nào? Cái này sửa thành chữ thường. Option 1 đấy là Windows, option 2 là Linux và option 3 là Mac OS. Đây là hệ điều hành của hãng Apple. Đấy, sau khi mà chọn xong thì chúng ta sẽ phải correct. Đấy, các bạn sẽ chọn một trong ba cái chấm này là đáp án. Ở đây thì tôi dùng hệ điều hành Windows cho nên là cái đáp án đúng sẽ là Windows ở đây. Đấy, mỗi câu hỏi thì sẽ được 10 điểm. Câu hỏi đúng thì các bạn đúng thì sẽ được là score đây là 10 điểm. Thế ở đây thì tôi chỉ soạn thử một câu thôi đúng không? Sau đó thì chúng ta có thể preview, tức là xem trước xem cái câu hỏi này lúc hiện lên thì nó sẽ như thế nào, đúng không? Windows này. Thông mắc đi. Windows là đúng rồi, submit. Đấy, incorrect tức là câu trả lời này là bạn đã làm sai rồi. Câu trả lời đúng phải là Windows cơ. Thế các bạn có thể thêm các câu hỏi nữa, ví dụ như ở đây thôi tôi thêm một câu hỏi nữa đúng không? Đấy, một câu hỏi nữa dạng True phone đi. Và đấy, tôi đưa ra câu hỏi là gì? Hôm nay có phải là chủ nhật không? Hay không? Đáp án của nó thì là phone, bởi vì hôm nay là thứ hai rồi. Và thế các bạn có thể lại ấn preview lần nữa, nhưng mà thôi tôi không preview nữa mà tôi ấn là save and return to course, tức là sẽ lưu các cái câu hỏi này, hai câu hỏi này và quay trở lại với cái bài học của mình. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ lên cái phần quiz ở đây. Thế bây giờ chúng ta sẽ preview cả cái khóa học này để xem là nó sẽ như thế nào đúng không? Thì các bạn ấn vào preview ở đây. Tôi tạm tắt tiếng đi bởi vì cái mấy cái slide đầu nó có tiếng, cái phần quiz thì nó ở phía cuối nên là tôi sẽ kéo xuống cuối này, tôi chọn cái 27. Đấy, thì nó sẽ hiện lên là có câu hỏi 1 trên tổng số 2 câu, số điểm ghi được là 0 trên 20 điểm. Ví dụ tôi trả lời đây là Windows, sau đó tôi submit thì nó sẽ nói là that's correct, tức là đúng, sau đó continue để sang câu còn lại hoặc có phải chủ nhật hay không, tôi chọn là true, sau đó submit thì nó sẽ báo là incorrect vì đáp án là false. Đấy, cái phần câu hỏi thì nó là như vậy. Bây giờ tôi sẽ thoát khỏi cái phần review ở đây đi.
Vâng, cái clip này của tôi thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các cái bài học sau.